chúng ta đã thấy đây là những chó sẽ tham dự cuộc thi ngày hôm nay, những chuẩn bị tốt nhất của thi ngày hôm nay. Xin mời team Sài Gòn khẩn trương ạ. Chúng ta chuẩn bị được nhìn thấy một cái lực lượng tem rất là hùng hậu, đó là tem sẽ đi Sài Gòn với trang phục vàng cùng với một số các bạn yêu thích sẽ đi tươi nơi nào Hàn Quốc, cũng đã anh em nhớ giữ khoảng cách kiểm soát chó của mình. Đặc biệt bộ phận âm thanh chúng ta cho nhạc to lên và những cái nhạc sôi động lên. Chúng ta đã nhìn thấy những chú CND sẽ tranh tài trong cuộc thi ngày hôm nay. Để đảm bảo cự ly di chuyển. Và thời tiết đang rất là ủng hộ. Như ta thấy, đặc biệt như ta thấy là số lượng chó tham dự thi của ngày hôm nay cũng rất là khá đông. Anh em đã tập kết ở trên sân. Đặc biệt anh em chúng ta có thể cầm ngắn dây lại. Chúng ta di chuyển vòng quanh sân thi đi ạ. Anh em di chuyển đi ạ. Di chuyển đi và giữ khoảng cách. Anh em có thể cầm ngắn dây để kiểm soát chó của mình. Vâng, một lực lượng hùng hậu, đó là tem dễ đi Sài Gòn. Vòng ở đây nhỉ? Vậy mấy anh em cố gắng tập trung nào, di chuyển hai vòng nữa chúng ta sẽ chuẩn bị cho chó ra giữ cự ly. Vâng, anh em giữ cự ly nhá. Chúng ta diễu hành hai vòng quanh sân xong sẽ ra lối đằng phía cổng ra phía ngoài này để nhận quà của nhà tài trợ. Vâng, anh em di chuyển đi ạ. Di chuyển Vinh ơi, Vinh. Sân hơi nhỏ so với số lượng chó này. Tất cả ra như sân ở Thái Nguyên là vừa. Tôi đang đứng đây ạ. Ra nhận quà của nhà tài trợ và đi ra chỗ này luôn ạ. Sau đó là tất cả chúng ta cho chó ra khỏi ngoài một khu vực sân thi để chuẩn bị cho cuộc thi. Tất cả anh em chúng ta sau khi nhận quà của nhà tài trợ, chúng ta cho chó của mình ra khỏi sân bóng của nhân tạo để chuẩn bị cho chó bước vào cuộc thi. Đây là nhân tố nước ngoài, Hàn Quốc.
đã chuẩn bị bước vào cuộc thi. Chúng ta sẽ thi thể thức FCI và thi với hàng chó nhỏ trước, chó lớn thi sau. Thì một số anh em ban tổ chức về khu vực ban đại biểu để chúng ta di chuyển vào khu vực làm việc. Vâng, đã sắp vào cuộc thi đầu tiên của ngày hôm nay. Cuộc thi trình diễn chó chân cừu Đức theo thể thức FCI. Tất cả các thí sinh đã đăng ký dự thi, chúng ta chuẩn bị cho chó của mình. Chúng ta đầu phần thi với những chú chó nhỏ trước, chú chó từ 3 đến 6 tháng tuổi. Anh em lưu ý là chúng